Diễn viên Hồng Diễm sinh năm 1982, cô được biết đến là người mẫu, diễn viên, MC, từng lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Ngọc Trai Phương Đông năm 2004 và người mẫu được yêu thích nhất năm 2005 do công ty Alice bình chọn, làm MC quen thuộc của nhiều chương trình, sảng khoái với SEA Games 2003, Tôi Yêu Việt Nam và Con Đường Doanh Nhân. Sau bộ phim Chàng Trai Đa Cảm, Hồng Diễm để lại khá nhiều ấn tượng với vai Mộc Miên trong Cầu Vồng Tình Yêu, bộ phim truyền hình dài 85 tập. Là người mẫu nổi tiếng, có tên tuổi vào những năm 2000-2005, nhưng Hồng Diễm ít tham gia các hoạt động của làng thời trang. Sau khi lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Ngọc Trai Phương Đông 2004 tại Malaysia, cô tập trung vào nghề truyền hình và vai trò MC. Người đẹp lôi cuốn khán giả bằng gương mặt khả ái và giọng nói truyền cảm trong nhiều chương trình như Sảng khoái cùng SEA Games, Tôi Yêu Việt Nam, Phong Cách Sống, Con Đường Doanh Nhân, Gốc Hàn Quốc. Nghề người mẫu đến với Hồng Diễm một cách tình cờ do một lần gặp Thúy Hằng, và cô đã đến với nghề người mẫu với sự dẫn dắt của chị Thúy Hằng và Thúy Hạnh. Gương mặt khả ái, cách nói chuyện nhỏ nhẹ nữ tính, người mẫu Hồng Diễm đã rẽ bước sang ngang khi bắt đầu ở đỉnh cao của nghề. Năm 2009, Hồng Diễm có thời gian được làm việc với đạo diễn Trọng Trinh trong bộ phim Những Người Độc Thân Vui Vẻ, và hai anh em vẫn giữ liên lạc với nhau từ đó. Khi bộ phim Cầu Vồng Tình Yêu casting, anh Trọng Trinh đã nhã ý mời Diễm vào vai nữ chính. Ban đầu mình không nhận lời vì sợ không làm nổi, nhưng khi đọc kịch bản, Diễm đã quyết định nhận vai. Hiện tại thì Hồng Diễm vẫn duy trì công việc kinh doanh thời trang trẻ em và thời trang thiết kế. Hồng Diễm cũng giống như trường hợp Thúy Hằng, đều xuất thân từ người mẫu nhưng đóng phim thì rất ngọt. Bằng kinh nghiệm sống, diễn xuất bản năng, cả hai người đẹp này đều có những vai diễn được khán giả yêu mến. Hồng Diễm sau 5 năm mới quay trở lại màn ảnh. Cô tái hợp với Hồng Đăng trong dự án phim Tết Moskova Mùa Thay Lá. Cô khiêm tốn, khán giả chú ý tới Hồng Diễm vì cô diễn xuất bên cạnh Hồng Đăng thôi, Đăng có nhiều fan lắm. Tôi rất thích nghề người mẫu vì đó là bước đệm cho tôi đến với nghệ thuật. Thời đó tôi không nghĩ mình có khả năng đóng phim, làm MC truyền hình, mọi người bảo được, nhưng tự bản thân mình biết mình chỉ là MC trung bình thôi, chứ không phải là người có tài ứng biến nhanh nhạy. Sau cơ hội làm phim Chàng Trai Đa Cảm, đạo diễn Trung Dũng nhận xét tôi có khả năng đóng phim và sau phim này sẽ có nhiều lời mời. Sau đó đúng như vậy, nhưng tôi cũng tự biết diễn xuất của mình không đa dạng, tôi chỉ phù hợp với những vai diễn gần với mình, do đó xuất hiện tần suất nhiều sẽ gây nhàm chán. Và khi chọn phim, tôi thường xem rất kỹ kịch bản vì phim hay thì kịch bản quyết định đến 50%. Duyên dáng và nữ tính khi lên phim, Hồng Diễm ngoài đời còn rất trẻ trung và năng động trong công việc kinh doanh. Chị tự nhận mình là người vợ nấu ăn dở nhưng rất giỏi trong việc chăm sóc con. Hồng Diễm bảo tính cách ngoài đời của chị không hoàn toàn giống với các nhân vật đã đóng, nhưng có lẽ vì gương mặt không ác được nên các đạo diễn trước giờ chỉ giao cho chị dạng vai hiền lành, cam chịu. Song song với nghề diễn, Hồng Diễm còn rất nhạy bén trong lĩnh vực kinh doanh. Đã 3 năm nay, chị cùng với những người bạn hùng vốn để mở chung một cửa hàng kinh doanh trang phục thiết kế cho trẻ em. Lịch làm việc dường như kín mít, cô dung của cả một đời ân oán rất giỏi giang cân bằng tinh thần và cảm xúc để giữ cho bản thân trạng thái thoải mái và tươi trẻ nhất. Tự nhận là người vụng về trong bếp núc, song Hồng Diễm lại rất tự hào về tài nghệ thuật chăm con. Với chị đó là niềm vui rất lớn, cũng là điều mà chị muốn làm nhất mỗi khi có thời gian rảnh. Hiện tại các con vẫn còn nhỏ, tôi rất quý thời gian khi con còn nhỏ, bởi vì đây là khoảng thời gian các con quấn quýt với mình nhất, chứ vài năm nữa con lớn lên, mình có muốn gần gũi cũng chẳng được. Ngoài việc đưa hai con đi chơi dịp cuối tuần, chị còn theo sát việc học của con mỗi ngày. Tự nhận mình là người mẹ, hai trong một, vừa hiền vừa dữ, Hồng Diễm thường khuyến khích các con phải tự học và đôi khi nghiêm khắc trong cách dạy con. Mặc dù chị là người dành nhiều thời gian hơn cho con cái, nhưng ông xã của chị cũng sẵn sàng san sẻ thiên chức này với chị. Tôi dạy con gái nhiều hơn để cháu học cách nữ tính của mẹ, còn con trai thì chủ yếu là giao cho ông xã.
hào hứng chia sẻ về sự nghiệp và vai trò làm mẹ là vậy, nhưng Hồng Diễm lại tỏ ra khá kín tiếng khi nhắc với ông xã. Chị ngại ngùng khi được hỏi về khoảnh khắc lãng mạn giữa hai người. Chị kể rằng vợ chồng chị duy trì sự tôn trọng lẫn nhau trong cuộc sống. Người đàn ông ít biết đằng sau Hồng Diễm. Nữ diễn viên cũng thường xuyên bàn bạc với chồng trước khi quyết định nhận một dự án phim. Ngược lại, ông xã chị cũng vô cùng tâm lý, dành trọn thời gian cho vợ đi theo đoàn phim. Thời điểm cả một đời ân oán đi quay xa, đôi khi Hồng Diễm không có cảnh quay, chồng chị lại đưa các con tới thăm mẹ và cả gia đình cùng đi chơi. Hồng Diễm bảo chồng hiếm khi nào ngồi xem chị diễn, anh sợ sẽ làm cho chị không thoải mái. Bù lại, anh rất chăm theo dõi bộ phim của vợ chiếu ở trên truyền hình, đưa ra nhiều nhận xét chân thành cho phim, nhưng không bao giờ bình phẩm về diễn xuất của vợ. Anh ấy thích giữ trong lòng hơn. So với những vai diễn quen thuộc trên phim, Hồng Diễm của đời thường không có nhiều khác biệt. Vẫn vẻ thân thiện, nữ tính và đáng yêu như vậy. Có khác chăng là chị vui tươi, trẻ trung và năng động, không phải buồn nhiều như nhân vật của mình. Ở tuổi ngoài 30, nhan sắc xinh đẹp và sự nghiệp thăng hoa cùng với gia đình hạnh phúc, Hồng Diễm sở hữu nhiều thứ đáng ngưỡng mộ của một người phụ nữ. Điều đặc biệt, Hồng Diễm không bao giờ chia sẻ hình ảnh của chồng mình lên trên mạng xã hội. Và thời gian gần đây thì bộ phim Hướng Dương Ngược Nắng có sự tham gia diễn xuất của diễn viên Hồng Diễm đang làm mưa làm gió ở trong làng giải trí. Mới đây thì trên trang cá nhân của mình, Hồng Diễm đã đăng tải một số bức ảnh hậu trường với nghệ sĩ nhân dân Thu Hà, nghệ sĩ ưu tú Đức Trung và nữ diễn viên trẻ Quỳnh Khôn. Trong bộ phim thì mối quan hệ giữa ông Phan do nghệ sĩ ưu tú Đức Trung với con dâu là bà Bạch Cúc, nghệ sĩ nhân dân Thu Hà và hai đứa cháu gái là Minh Châu và Minh Ngọc do Hồng Diễm và Quỳnh Khôn thủ vai luôn ở trong thế căng thẳng. Với suy nghĩ trọng nam khinh nữ, rồi tâm nguyện gia sản nhà họ Cao phải do Trí là Đình Tú, cháu trai nối nghiệp, ông Phan đã nhiều lần khiến cho ba mẹ con bà Bạch Cúc phải chịu thiệt thôi. Và đặc biệt, trong chuyện hôn nhân thì ông Phan luôn muốn mình là người đặt các cháu phải ngồi, khiến cho Minh Châu và Minh Ngọc luôn cảm thấy ngột ngạt. Với bà Bạch Cúc, do là người đã chèo lái Cao Dược đi đến thành công như ngày hôm nay, nhưng ông Phan vẫn luôn là người quyết định tất cả. Không khí ở trên phim căng thẳng như vậy, nhưng ở hậu trường, bốn diễn viên lại vô cùng vui vẻ và thoải mái. Hồng Diễm viết: nhà em khai xuân từ hôm qua, hôm nay mới post ảnh. Trong phim thì lúc nào cũng căng thẳng, nhưng ngoài đời thì vui nhộn. Kèm theo đó là Facebook của nghệ sĩ nhân dân Thu Hà và Quỳnh Khôn. Trong những bức ảnh, Hồng Diễm tiết lộ cả bốn diễn viên cười tươi rói với nhau.